Anh chị, thì hôm nay em Khanh được một anh trai giới thiệu lấy được một con xe rất là đẹp, rất là rước để phục vụ anh chị nha. Xe em vừa về, chưa vệ sinh nên là nó hơi bẩn bẩn xíu. Tại vì khu vực này là khu vực ở Lâm Đồng nha anh chị, nên là nó kiểu đường đất đỏ anh chị. Nó dơ chứ cái này lao một phát là sạch bóng nè anh chị. Thấy em lao cái là sạch bóng liền nha. Đó, thì xe này là xe phiên bản thùng cánh chim của Terraco, sử dụng động cơ Mitsubishi, tải trọng là 990 kg, đời 2023, chạy được 3.900 km, rất là lướt, không khác gì xe mới. Vừa tính ra là chưa chạy hết km lô đai nữa anh chị, và giá rẻ hơn xe mới đâu đó tầm khoảng 70 triệu nha anh chị. Anh chị sẽ tiết kiệm một phần, và với lại anh chị sẽ lợi hơn một số option, ví dụ như là camera hành trình, màn hình Android, hoặc là táp lô, lốt sàn đó, anh chị sẽ lợi hơn những cái đó so với xe mới. Xe mới anh chị mua anh chị lắp vô bèo bèo cũng vài triệu nữa nha anh chị. Đó, thì xe này là nguyên zin hết tất cả mọi thứ, lớp còn gai gió còn tầm khoảng 95%, xe không đâm đụng, không ngập nước, không gì hết anh chị. Em mua xe lại kiểm tra rất là kỹ anh chị, yên tâm đến với Khanh nha, có sao nói vậy, đỡ mất thời gian của em với của anh chị nha. Rồi, bây giờ anh chị mình sẽ cùng tìm hiểu nha. Thì xe này chủ cũ của này là một chủ thôi nha, chạy là bán hàng, bán quần áo anh chị, nên là họ cần một cái thùng như thế này cho chổi lên. Và xe này là chuẩn đăng kiểm nha anh chị yên tâm nha, không có sợ mà lo sau này 2 năm sau đăng kiểm nó khó khăn gì hết nha anh chị. Này là chuẩn đăng kiểm nên là anh chị yên tâm nha. Mở được ba bên gì nè, phía sau với hai bên hông luôn đó. Khung gầm là đẹp nha anh chị, không reset, không bục bột gì hết nha. Lớp sô cu chưa rớt đó. Tình trạng xe này thì khổ phải bàn. Đây, mở cho anh chị coi, mở xuống cái bên này thì nó mở được nữa nè. Đó, nó mở vậy nè. Rồi khách hàng bỏ quần áo lên đây bán, kiểu vậy đó anh chị. Xe đẹp lắm. Và anh chị nào có xe cũ muốn bán thì giới thiệu giúp Khanh nha. Khanh đi trong đêm Khanh lên lấy luôn. Ví dụ như Khanh này, anh này anh gửi cho Khanh lúc tầm khoảng 4-5 giờ chiều á, là Khanh nhắn tin một chút là ok, thống nhất về giá cả là Khanh bắt xe, Khanh đi một phát 11 giờ đêm, Khanh đi xe Phương Trang, Khanh đi lên tới đây là rạng sáng rồi, anh em mình gặp nhau coi xe sơ sơ rồi Khanh vào việc, Khanh đi công chứng rồi bây giờ bắt đầu Khanh trên đường chạy về nè anh chị. Đó, Khanh rất là nhanh gọn anh chị. Anh chị nào đã từng làm việc với Khanh từ xe mới đến xe cũ, Khanh rất là nhanh gọn nha anh chị, không có lèo tèo mấy cái vấn đề nhỏ nhặt đâu anh chị. Đó, thì chất xe thì anh chị coi nha, xe nó hơi dơ chứ anh chị thông cảm nha. Xe thì khu vực em chưa vệ sinh mà, khu vực Tây Nguyên mà, nó hơi dơ chứ này vệ sinh phát em nó thì không khác gì xe mới nha. Chạy mới có 3.900 anh chị thấy không, 3.900 km. Rồi màn hình Android, rồi camera hành trình, camera hành trình bên kia đó, camera hành trình đầy đủ hết, xe không đâm đụng, không ngập nước gì hết. Khách sẵn là hai cái lốp ghế này, táp lô này, táp lô đây đầy đủ hết. Đó, và giá của xe này là nhỉnh 200 chút thôi, 200 lẻ thôi anh chị, 200 lẻ thôi nha anh chị. Đó, và anh chị nào có nhu cầu xem xe thì xe hiện tại em sẽ chạy về, em để ngay ngã tư An Sương, ngay chỗ quận 12 đường Sông Hành á. Anh chị nào có nhu cầu muốn xem xe thì alo cho em rồi em dẫn vào xem xe nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ Khanh trong thời gian vừa qua. Hy vọng là thời gian sắp tới anh chị có nhu cầu mua xe thì ủng hộ Khanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.